Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nhật báo 24 giờ của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chúc cho quý vị sẽ có những khoảnh khắc thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những thông tin mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Thủ môn Bùi Tiến Dũng báo tin cực vui cho thầy Park và U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Jordan. Sự trở lại của Bùi Tiến Dũng là một trong những điểm sáng ở trận gia quân của U23 Việt Nam. Thủ môn quốc dân lần này mang đến cảm giác yên tâm, tin tưởng hơn cho những người yêu quý anh cũng như niềm tin của thầy Park. Bùi Tiến Dũng đã có tình huống cứu thua, những pha bóng lan xả, chơi đầy tập trung, góp công lớn giữ vững mảnh lưới của U23 Việt Nam. Sự lan xả của Bùi Tiến Dũng cũng đã khiến anh gặp chấn thương. Phút thứ 57, sau nỗ lực bật cao tranh bóng với cầu thủ UAE, Bùi Tiến Dũng cần đến sự chăm sóc của các bác sĩ mới có thể thi đấu tiếp. Anh chơi trọn vẹn 90 phút và giúp U23 Việt Nam giữ sạch mảnh lưới, giành một điểm đầu tay. Sau trận thủ môn người Thanh Hóa tiết lộ anh bị đau vai. Và trong sáng nay 11 tháng 1, Bùi Tiến Dũng cùng bác sĩ Choi ju Jong đi kiểm tra y tế và kết quả rất khả quan. Bác sĩ Choi ju Jong cho biết tình hình chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng không nghiêm trọng và anh hoàn toàn có thể ra sân ở trận gặp U23 Jordan vào ngày 13 tháng 1. Đây là thông tin không thể vui hơn đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự trở lại của Bùi Tiến Dũng góp công rất lớn vào trận hòa vất vả trước UAE. Hơn lúc nào hết, U23 Việt Nam cần có Tiến Dũng lúc này. Cho dù Bùi Tiến Dũng có những pha xa suốt phong độ, kinh nghiệm thi đấu giải châu lục vẫn là ưu điểm rất lớn của anh. Trong trận gặp UAE, sự tỉnh táo vững vàng từ Bùi Tiến Dũng là điểm tựa lớn cho các đồng đội. Huấn luyện viên Park Hang-seo trực tiếp do thám U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Sau khi cùng các cầu thủ U23 Việt Nam trở về khách sạn nghỉ ngơi sau trận hòa UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các trợ lý đã quay lại sân Buriram để theo dõi trận đấu giữa U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Đây là hai đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành sự quan tâm đặc biệt. Vì thế, trong khi các cầu thủ được về khách sạn nghỉ ngơi ăn tối, thì thầy Park cùng các cộng sự đã trở lại sân Buriram để trinh sát đối thủ. Ở trận đấu này, ở 15 phút đầu trận, U23 Triều Tiên là đội nắm thế trận khi nhập cuộc cực kỳ tự tin và chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ Jordan giữ cho họ đứng vững trước các đợt tấn công ấy, đồng thời từng bước lấy lại thế trận trước khi có hai bàn dẫn trước. Đúng ở những phút cuối, U23 Triều Tiên đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, nhưng thời gian còn lại là không đủ để họ giành được một điểm. Chia sẻ sau khi thắng Triều Tiên, huấn luyện viên Ahmed Abdelkader của Jordan cũng tiết lộ ông đã giao thám Việt Nam đá với UAE. Thành thật mà nói, tôi đã theo dõi 45 phút trận U23 Việt Nam gặp U23 UAE. U23 Việt Nam rất nguy hiểm ở những thời điểm cuối hai hiệp với những cầu thủ sắc bén và có thể thay đổi thế trận chỉ bằng một pha bóng. Đề cập thêm về trận tới, huấn luyện viên Jordan cho biết, tất nhiên chiến thắng này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn, thoải mái hơn trước khi gặp Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ duy trì được phong độ ấn tượng trước U23 Việt Nam như những gì chúng tôi đã thể hiện trước Triều Tiên. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chơi tấn công tốt hơn ở trận đấu tiếp theo. Huấn luyện viên Jordan thận trọng trước trận gặp U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Ahmed Abu Isman của U23 Jordan cho rằng trận đấu với U23 Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng D sẽ là trận cầu then chốt với cả hai đội tuyển. Ở lượt trận mở màn bảng D, U23 Việt Nam và U23 UAE đã cầm chân nhau với trận hòa không bàn thắng. Kết quả có phần thất vọng với cả hai đội tuyển, bởi cả hai đều đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu này. Ở trận đấu sau đó, U23 Jordan đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng chung cuộc 2-1 trước U23 Triều Tiên để độc chiếm ngôi đầu bảng D và có lợi thế trong việc giành vé vào vòng tứ kết ở mùa giải năm sau. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên U23 Jordan Ahmed Abu Isman cho biết: "Ở trận đấu với U23 Triều Tiên, chúng tôi có gặp một chút may mắn trong hiệp đấu đầu tiên để có bàn mở tỷ số. Vào khoảng thời gian cuối, Triều Tiên đã tạo ra sức ép đáng kể, khiến hàng phòng ngự của chúng tôi đặt vào tình trạng báo động." Thật may là chúng tôi đã bảo vệ được chiến thắng. Ở lượt trận thứ hai, U23 Jordan sẽ đối đầu với U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo, á quân của giải đấu. Huấn luyện viên Ahmed Abu Isman nhận định, đây sẽ là trận cầu then chốt với cả hai đội tuyển trong việc giành vé vào vòng tứ kết ở giải đấu năm nay. Đó sẽ là trận đấu quan trọng với cả hai đội Jordan và Việt Nam. Với chúng tôi, trận đấu với U23 Việt Nam sẽ là trận đấu mang tính chất sống còn trong việc đi tiếp Tôi chưa thể xem toàn bộ trận đấu của U23 Việt Nam và U23 UAE mà mới chỉ xem khoảng 25 phút cuối trận. U23 UAE chiếm ưu thế trong khoảng 15 phút đầu tiên, nhưng 10 phút cuối U23 Việt Nam đã chơi rất tốt, chiếm lĩnh được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có nhiều việc cần làm, cần phân tích để hướng đến trận đấu với U23 Việt Nam. Theo lịch thì trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 13 tháng 1 tới đây. Với việc chỉ giành được một điểm trước U23 UAE, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải quyết tâm có được 3 điểm trước U23 Jordan để có cơ hội giành vé vào vòng tứ kết. Sau trận đấu với Jordan 2 ngày, U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối gặp U23 Triều Tiên. Đội bóng được đánh giá là ngang tài ngang sức với đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo ở mùa giải năm nay. Ở trận đấu với U23 Jordan, nhiều khả năng bộ đôi cầu thủ quan trọng là Tấn Tài và Đình Trọng sẽ vào sân ngay từ đầu và chúng ta sẽ chủ trương chơi tấn công ngay từ đầu thay vì chơi phòng ngự phản công như trận đấu mở màn gặp U23 UAE vừa qua. Trong khi đó, U23 Jordan cũng sẽ có được đội hình mạnh nhất và tự tin hướng tới một chiến thắng để sớm có vé vào vòng tứ kết trước một vòng đấu. Đi bóng xuất thần, Quang Hải được ví như Messi một lần nữa tiền vệ người Hà Nội lại được tung hô sau màn trình diễn cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. Trong trận đấu với U23 UAE vào hôm qua mùng 10 tháng 1, Quang Hải và đồng đội không thể xuyên thủng mảnh lưới của đại diện Tây Á và chỉ có được một điểm. Song như thế là đủ để đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo có được ngôi nhì bảng D, xếp trên chính UAE do kém về số thẻ phạt. Dẫu vậy những gì mà các cầu thủ áo đỏ thể hiện vẫn xứng đáng cho một lời khen, đặc biệt với người đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải Tờ Fox Sports khi bình luận về cầu thủ quê Đông Anh đã dùng hai từ rất ngắn gọn là Lionel Messi. Bình luận đó xuất hiện trên fanpage của Fox Sports kèm theo một đoạn video ngắn ghi lại pha đi bóng mà Quang Hải đã khiến bốn hậu vệ của U23 UAE như thành tượng gỗ để xâm nhập vòng cấm rồi nhả bóng cho Tiến Linh. Đáng tiếc trong pha dứt điểm sau đó của Tiến Linh, bóng lại tìm tới đúng vị trí mà thủ thành UAE đã chọn. Pha đi bóng xuất thần đó của Quang Hải diễn ra ở phút thứ 86 khi mà U23 Việt Nam đang liên tục dồn ép đối thủ, hòng tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu. Sau pha dứt điểm hỏng ăn của Tiến Linh thì đội bóng áo đỏ có thêm cú đánh đầu chạy khung thành của cầu thủ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh. Chứng kiến các học trò bất lực trước khung gỗ của U23 UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải điều chỉnh khi tung trọng hùng vào sân thay Tiến Linh nhằm gia cố hàng thủ, chấp nhận một kết quả hòa. Báo Thái tiếc vì Việt Nam không thắng được UAE. Tờ Goal của Thái Lan nhận xét, các cầu thủ U23 Việt Nam đã kém may mắn khi bị trọng tài từ chối một quả phạt đền. Trận cầu tâm điểm bảng D giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã kết thúc mà không có bên nào giành được chiến thắng. Đây là trận đấu mà cả hai đội đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn và kịch tính đến phút cuối cùng. Và cũng đã được sử dụng. Công nghệ này giúp cho U23 Việt Nam tránh khỏi một quả phạt 11m sau tình huống phạm lỗi của Tấn Sinh, nhưng đồng thời nó cũng khiến cho chúng ta mất đi một quả phạt đền khi một cầu thủ bên phía UAE để bóng chạm tay trong vòng cấm chia sẻ về tình huống này tờ Goal của Thái Lan thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã kém may mắn khi không được hưởng một quả phạt đền tờ báo này còn nhận xét đây xứng đáng là trận đấu hay nhất và đáng được chờ đợi nhất tại bảng D tình huống nguy hiểm nhất mà tờ Goal nhận định là pha dứt điểm của Nguyễn Tiến Linh ngay trước khung thành của U23 UAE sau nỗ lực đột phá của Quang Hải Đáng tiếc là đã không thắng được phản xạ xuất thần của thủ thành An Samsi. Ở lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Jordan. Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 13 tháng 1. Huấn luyện viên trưởng U23 UAE thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng của U23 UAE Marcel Scosa khẳng định U23 Việt Nam là đội bóng mạnh và đáng gờm nhất ở bảng D tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 cầm hòa U23 Việt Nam sau 90 phút với tỷ số hòa 0-0. Huấn luyện viên trưởng U23 UAE Masai cho biết, ông hơi thất vọng vì đã chơi tốt trước một đối thủ mạnh, tạo ra được những cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng lại không ghi được bàn thắng. Huấn luyện viên Masai cho biết, dù có buồn một chút nhưng chúng tôi không tiếc nuối hay thất vọng vì không thể giành 3 điểm ở trận đấu này. Tôi tiếc về tình huống lẽ ra hậu vệ của U23 Việt Nam phải nhận thẻ vàng thứ hai, tấn sinh và phải rời sân. Tôi nghĩ rằng nếu có thể dù ghi một bàn thôi thì chúng tôi đã giành 3 điểm ở trận đấu này. Hôm nay các cầu thủ của chúng tôi đã chơi rất tốt với tinh thần đầy nỗ lực và theo đúng chiến thuật đã đề ra. U23 Việt Nam đã chơi kín kẽ và đầy chiến thuật. Tôi hài lòng, hạnh phúc với màn trình diễn của các học trò. Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn qua từng trận đấu. Nhìn lại 90 phút thi đấu của hai đội, huấn luyện viên trưởng U23 UAE thừa nhận về sức mạnh của U23 Việt Nam. 15 phút cuối trận, U23 Việt Nam tỏa ra nguy hiểm với nhiều đợt lên bóng tốc độ và chất lượng. Họ cũng được hưởng khá nhiều quả phạt gốc. U23 Việt Nam luôn biết cách để đối thủ phải bộc lộ sơ hở trong vòng cấm. U23 Việt Nam đã chơi rất tốt, tất nhiên chúng tôi đánh giá U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất ở bản đấu này. Bây giờ là lúc chúng tôi tập trung chuẩn bị cho trận đấu với U23 Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Khi được hỏi ấn tượng nhất với cầu thủ nào của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Marcel khẳng định U23 Việt Nam là đội bóng được tổ chức tốt dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pauser. Huấn luyện viên Marcel Scorza chốt lại. Toàn đội thi đấu gắn kết, tôi nghĩ rằng các vị trí đều chơi tốt trong một cỗ máy được vận hành trơn tru đó. Trước đội bóng có hàng thủ mạnh như U23 Việt Nam, việc tạo ra cơ hội ghi bàn không hề đơn giản. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Và đến thấy hay thì quý vị hãy nhấn like và share video này, đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày của kênh Nhật báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.